cả nhà đi chơi đi ạ. Bác ạ. Chào chị ạ. Đi chơi vui vẻ nhá. Vâng, em cảm ơn bác ạ. Nhớ mua nhiều quà đấy. Bác yên tâm. Đi chơi hay ra biển ấy, lúc nào cũng phải nắm chặt tay bố mẹ đấy, nghe chưa? Vâng ạ, cháu nhớ rồi ạ. Mẹ ạ. Mẹ ở nhà nhớ giữ khỏe nhá. Có vấn đề gì là gọi điện cho con ngay đấy. Không phải lo cho mẹ. Để trông thằng cụ Tiết cẩn thận đấy nhá. Mẹ cứ yên tâm ạ. Bọn con sang đến nơi, bọn con sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp gửi về cho mẹ ngắm nhá. Chúng con đi đây mẹ ạ. Bọn con đi không muộn nhá. Vâng, mẹ giữ sức khỏe mẹ nhá. Lên xe đi con. Con chào bà. Ừ. Nhớ lời bà dặn chưa cụ Tít? Rồi ạ. Nào dịch vào cho mẹ ngồi. Con chào bà. Đi bác Tài. Thận hỏng hết quần của em ấy nhá. Dạ, đến nơi rồi bà. Vâng. Dạ, dạ, bà. Đây con. Dạ. À, của bà 70 ạ. Dạ. Thưa chú. Dạ, con xin. À, đồ của bà đấy ạ. À, tôi xin. Dạ. Con chào bà. Vâng. Đây là giường của bà. Vâng. Bà ơi, nếu có việc gì cần thì bà gọi chúng con bà nhé. Cảm ơn cháu. Dạ, con xin phép ạ. Trời bầu lên thú. Vâng, đi chưa đây bà? Vâng. Chào các bà. Chào bà. Ơ, tôi trông bà cứ quen quen ấy. Hình như là tôi gặp bà chỗ đền gióng rồi thì phải. Đền gióng à? Vâng. À thôi đúng rồi. Ông Đại ông đưa chúng tôi đi đền gióng. À thảo nào. Tán gặp người quen nhỉ. Ơ, giờ này gần Tết, mọi người về hết rồi mà bà lại vào đây nhỉ? Hay là lũ con bất hiếu đuổi mẹ ra khỏi nhà? Không, không phải thế đâu. Là tôi động viên các cháu nó đi du lịch. Tôi lại có ông bạn trong này, thành ra muốn vào ở đây trong mấy hôm để xem mình có thể ở đây được không. Dạ thế. À đây rồi, bà bạn tôi đây rồi. Vâng. Để tôi đưa bà đi tham quan một vòng nhé. Vâng. Thế tôi xin phép bà nhá. Vâng, chào bà. Ở dưới có vườn hoa đẹp lắm, tha hồ bà check in. Thế ạ.